Dạ, mến chào toàn thể bà con cả nước. Hôm nay rất vui được gặp bà con lại trên kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Hôm nay tại bãi biển Hoàng Nhanh, em làm một video để quay một số cây để giao lưu cùng bà con. Hôm nay gồm có Mai Tứ Quý, Mai Chiếu Thủy và Ông Giấy Mỹ và Ổi Phụng giao lưu cùng bà con. Và trong tránh thời gian bà con đợi lâu, vô cây số 1 và cây chiếu tỷ. Cảm ơn bà con đã ủng hộ những clip vừa qua nha. Có gì sơ sót bà con thông cảm nha. Đây mã số 1 chiếu tỷ dáng bay bà con ơi, chiếu tỷ dáng bay. Đây cây hai thân nha, chi cành đầy đủ. Số điện thoại giao lưu là 0977 0977 82. Của em là bãi kiển Hoàng Nhanh nha bà con. Địa chỉ ấp Ăn Cá, xã Đà Hải, Kế Sách, Sóc Trăng. Số 1 là Tứ Quý. Mã số 1 là Phôi Tứ Quý. Đây Tứ Quý dán bay bà con ơi. Cây già, cây già cây lắm à. Rồi vô chi tiết luôn đi. Đây chi cành đầy đủ bà con ơi. Có bộ đế quái luôn nha bà con. Đây già cây lắm nha bà con. Đây găng da me hết rồi. Da me da gì đi, vú sữa. Rồi cho thông số em ơi. Có chiều dài cành bay trước đi. Chiều dài hết tức dây, mét rưỡi bà con ơi. Rồi, vô đó hoành đế. Hoành đế trước đi. Ừ. Dưới luôn. Ừ. Ở hoành, ừ vậy đó. Một trăm. Rồi, hoành đế là 100. Đây, chi tiết. Hoành thân đi. Hoành thân là 31. Thân này. Thằng này hai cây nó dính nè. Đo tổng luôn đi. 27. 27. Rồi tổng đây luôn. Tổng là 47. Mã số 1. Mã số 1A là Mai Tứ Quý. Giao lưu với giá 2.900.000 bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Kế tiếp mã số 2A là Mai Chiếu Thủy. Da xanh lá lớn bà con ơi. Cây này giao lưu lại bán giá 500.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi đo thông số luôn. Rồi chiều cao là 39. Hoành thân cái nữa được rồi. Hoành thân là 33. Rồi giao lưu giá 500.000 bao ship toàn quốc. Mã số 2A. Rồi đổi cây. Mã số 3 là Mai Chiếu Thủy. Lá lớn nha bà con. Rồi cho thông số luôn em ơi. Chiều cao tới đây là 39. Rồi đó, được kính bầu ấy, được rồi. Kính bầu 61. Rồi cho tổng hoành luôn. Tổng hoành 61 luôn. Rồi cái này giao lưu lại luôn, giá 1.600.000 bao ship toàn quốc bà con ơi. Nguyên bị bệ đế đặt luôn nha. Rồi đổi cây. Kế tiếp mã số 4A. Hôm nay em quay trở lại clip ký hiệu chữ A nha bà con. Mai Chiếu Thủy. Lá lớn luôn bà con ơi. Da xanh. Rồi vô chi tiết đi. Rồi thông số luôn. Đo hoành thân luôn. Hoành thân 50. Hoành thân là 50. Chiều cao. Chiều cao tới đây thôi.
49. 49 là mình từ đây nha, từ đây xuống nha, xuống mặt bầu cái đế chậm 29. Rồi, đo hoành hoành. Hết thước dây rồi con ơi. Mã số 4A. Có giá là 1.900.000, bao ship toàn quốc. Rồi, đổi cây. Tiếp mã số 5A, mai chiếu tỷ lá lớn da đen bà con ơi. Đây là dáng vu thê luôn nha. Rồi vô chi tiết này báo thông số luôn. Này nguyên bể đế nha bà con. Đây là đường kính này là 60 nha, chậu này chậu 6 nha. Đây hoành chiều cao là 81. Tổng cái cũ này là 61 69. Hoành thân nha, đo lại hoành thân 38. Hoành thân 38. Giao lưu với giá 2.200.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Tiếp tiếp mã số 6A là cái đế của mai chiếu thủy lá lớn nha bà con. Đây này, mua trong vườn ông bác đó, ông chặt banh hết trơn rồi, còn cái gấp không tận dụng cho bà con chơi. Rồi cho thông số em ơi, chiếu thủy lá lớn cho hoành đế đi, tổng cụm đi. 133. Rồi 1m33, chiều cao lên từ đây lên bao nhiêu? Đây. 27. Rồi giao lưu giá 600.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Kế tiếp mã số 7A. Mai chiếu thủy kim giòn. Rồi vô chi tiết luôn đi. Từ ngọn tới gốc luôn. Đây cây cổ nha bà con. Đây. Đây chỉ cái này mà nó hơi lũa mà nó không mục nha bà con. Đây. Đây không mục nha. Đây quay chi tiết đi, cây cổ bà con này. Này về bà con chơi tàn được, cắt bonsai cũng được. Rồi cho thông số luôn. Chiều cao tới tàn luôn. Rồi tàn nha. 86. Rồi. Vô hoành. Tổng hoành là nhiêu? Tổng hoành 55. Rồi. Đường kính bầu luôn. Rồi, đo ngang bánh. 45. Mã số 7A, giao lưu ý giá 2.700.000, bao ship toàn quốc. Rồi, đổi cây. Kế tiếp mã số 8A. Chiếu thủy kim giòn. Cây một cốt bà con ơi. Đây, cái này về bà con trồng sửa lại gì nha. Này cái bầu nó hơi nghiêng. Rồi vô chi tiết luôn đi, cho thông số. Này, cây này đế nha, một cốt nha, thân lắc lượng. Cây già cổ bà con ơi. Rồi cho thông số luôn, chiều cao 1.25. Rồi tán ngang. Tán ngang 91. Rồi đo hoành thân luôn. Hoành thân 31. Rồi được kính bọc 41. Đây nguyên một quệ cũ đặt nha bà con. Này đó củ đặc đây. Đó củ nạc coi như. Ừ, đó gì đó. Rồi, dòng vô đi. 52. Rồi. Giao lưu giá 3.900.000, bao ship toàn quốc. Này mã số mấy? Số 8A. Rồi, đổi cây. Kế tiếp mã số 9A. Dâm bột rồi con ơi, bột xưa bột truyền thống nha. Rồi vô chi tiết đi. Nguyên một củ bự lắm mà con ơi. Đây củ này quái lắm.
mấy này nó mà cắt mày nó kéo sành này nha bà con, đây sành hết rồi, cứng lắm. Rồi cho thông số luôn, chiều cao 61. Rồi đo ngang luôn đi. Ừ, ngang đó bạn, 47. Đây ngang từ đây qua đây là 47 nha bà con, đo hoành hoành luôn, tổng hoành luôn. Tổng hoành 71. Rồi mã số 9A thôi dâm bục, giao lưu giá 1.400.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Tới tiếp mã số 10A, bông giấy sát pháo rồi con ơi. Này chơi bonsai lùng lực nha. Chiều cao là 89. Mã số 10A nghe bà con, giấy sát pháo. Đây chi cành đầy đủ nha bà con. Hoành thân là 51. Không mục không lũa nghe bà con. Đây không lũa nha. Mã số 10A giao lưu giá 2.900.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Kế tiếp mã số 11A, bông giấy Mỹ. Nguyên củ quái luôn nghe bà con. Đây nguyên củ quái luôn. Đây củ đặc luôn bà con ơi. Chi cành đầy đủ nha. Rồi cho thông số luôn. Thì cao mặt bầu lên là 61. Rồi hoành cũ luôn. Rồi dưới đó hoành cũ 99. Rồi hoành thân đâu vị trí này. Đây hoành thân 41. Rồi mã số 11A giao lưu giá 2.700.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Dạ chi tiết lại thông số bà con ơi, nãy đọc lộn số rồi. Rồi đó chiều cao đi. Chiều cao 64. Chiều cao 64. Rồi hoành cũ. Mã số 11 nghe bà con. Hoành cũ 60. Rồi hoành cũ là 60 nha, hoành thân. Cái này đây, cái này. Rồi. Vị trí này là 45. Rồi 45. Mã số 11A giao lưu giá 2.700.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Kế tiếp mã số 12A, bông giấy Mỹ. Rồi vô chi tiết luôn đi. Rồi cho thông số luôn. Chiều 41. Cao là 45. Rồi đó hoành luôn. Hoành đây 33. Hoành vị trí này là 33 nghe bà con. Tổng hoành này luôn. Rồi hảo sơ bà con xem thôi. 79. Mã số này mười mấy? 12 à? Mã số 12A giao lưu giá 1.400.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây luôn. Kế tiếp mã số 13A, hỏi phụng mà con ơi, hỏi lá gí nha, trái cũng gí luôn. Cây lắc lượng, cây lắc lượng đẹp mà bà con ơi, có tàn bay luôn. Đây trái cho con xem trái đi. Trái này chín nha bà con. Đó bắt đầu chín nữa, trái bằng trái tắc rồi. Đây đó, quay đụng trái nè coi. À. Rồi cho thông số em ơi, chiều cao chắc hết tước luôn. Chiều cao hết tước luôn. Rồi nói dưới này hoành thân đấy có gì lỗ. 12. Ừ, quanh tăng 12.
Cái này giao lưu giá 700.000 bao chip toàn quốc. Rồi đổi cây mã. Kế tiếp mã số 14 ha, cũng là ổi phụng luôn. Cây lắc lượng bà con ơi, phong cao nha. Cây sống khỏe nha bà con. Nè, đâm đọt non ở trên nè. Đây quay bà con xem nè, chi tiết này đọt non nè. Đó, ra đầy hết trơn, ra quá trời luôn, từ trên tới dưới luôn. Rồi, cho thông số luôn em ơi. Rồi, chiều cao 1m7. Hoành thân. Hoành thân 15. Rồi. Giao lưu với giá 1 triệu bao ship toàn quốc. 1 triệu đồng nha bà con ơi. Rồi, đổi cây. Kế tiếp mã số 15A cũng là cuối clip bà con ơi. Cũng là ổi phụng luôn. Rồi vô chi tiết đi. Đây cây sống khỏe nha, ra đọt hết rồi. Đây cắt vô bà con xem ơi. Đây đâm chồi hết rồi, bao sống nha bà con. Đây cây lắc lượng nha. Chi cành có đủ rồi con ơi. Đế quái luôn. Rồi cho thông số luôn. Chiều cao 1m4. 18. Bình thân 18. Đo chiều dài thú nè coi. Từ đây qua đây được bao nhiêu? 14. Rồi. Mã số 15A. Giao lưu giá 1.400.000 bao ship toàn quốc. Mã số 15 cũng là cuối clip. Và xin cảm ơn bà con đã nhiệt tình xem và giao lưu ủng hộ. Và xin cảm ơn và xin hết. Rồi.